Chào tất cả anh em nhé, chúc anh em coi clip vui vẻ. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn con Never 30, châu thứ hai đi server. Lịch chiến của nó là Level 30 nhá, là cái Level 30 châu thứ hai đi server cùng với lại 4 top Level 30, một ác ở gà Như Lôi, một ác ở gà Tài Năng, đây ạ, đây là gà Tài Năng Cloudy ạ, hai ác ở bên server gà Kỳ Sĩ nữa. Đấy là 4 cái ác mà sử dụng những cái vũ khí rất là ngon và lực chiến trên 100 triệu. Hôm nay chúng ta sâu đến các bạn, tôi sâu đến các bạn ác Cloudy bên server Tài Năng, một level 30 thôi. Và hôm nay tôi sẽ lấy khỉ cho cái ác này. Trước khi lấy khỉ thì sâu cho các bạn xem ác trước lực chiến hiện tại. Đây châu báu đây, gần full siêu giáp, lực chiến là 126.382.967 lực chiến. Và đây là lực chiến chưa có đột biến các bạn. À có rồi chứ. Đây là đột biến kính với lại đột biến cái mặt mình tưởng xét cơ. Đột biến rồi, 126 triệu. Đã full kim hồn. Hai cái Athen 7, một cái vòng tay 9 tuổi cộng 7 luôn ạ, và một cái vòng tay 9 tuổi cộng 6, trông rất là bá, rất là ngầu đúng không? Vật tổ 44 rồi, 43 rồi. Phép. Bạn ấy đang sử dụng một con mầm xanh 5 sao, tuần lộc 5 sao, gà con 5 sao, rồng 4 sao, kiến 5 sao luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi con khỉ 5 sao cho ác này ạ. Một level 30 sử dụng con pet khỉ rất là bá đạo. Để đổi pet khỉ chúng ta cần có 330 mảnh cầu pha lê, tương đương với 33 triệu đồng. Chúng ta sẽ vào trong mục đổi thưởng. Cẩn thận các bạn nhá, đổi nhầm phát là 30 triệu em ra đi. Đổi nhầm cái này là mất 200 này. Đổi nhầm cái này nữa thì thôi xong luôn. Cá chép thì đây, các bạn muốn đổi legion cá chép thì 250 cái cộng với một cái super. Vẫn rẻ con khỉ. Con khỉ hiện tại là pet đắt thứ 2, thứ 3 sau đại sư và sau con pet một con nữa là con hỏa khuyển đấy ạ. Hiện tại thì căn đi chúng ta đã có hai con hỏa khuyển rồi. Ok, tôn ngộ không, rồng. Đấy, bây giờ mình thực hiện đổi nhá, kéo nhầm vào toi. Tôn ngộ không, rồi. Một em khỉ luôn, đậu xanh. Anh em đợi trong giây lát. À đây rồi, ok rồi, tôi nhớ cái đường ác này rồi. Vâng, một con khỉ đó rồi. May hả bưởi. Đúng không? Ok, chúng ta sẽ nhận thư. Một khoảnh khắc Never 30 nhận được con khỉ 5 sao. Đúng là bá đạo, đã có legend cá chép rồi. Mở thôi, đấy, lên TV rồi. Thú cưng đầy chứ. Bây giờ các bạn muốn ấy thì các bạn phải xóa đi mất mấy con. Để xóa thì tôi sẽ manh hóa nó đi. Manh hóa mấy con ở dưới này. Manh hóa. Và sắp lên manh hóa 30 luôn rồi. Bỏ con 5 3 sao đi. 3 sao này, 3 sao này. Chả biết lấy làm gì mấy con 3 sao này. Cái ông kích nhầm ấy, manh hóa này có ấn vào con nào nó mất con đấy nha. Ok, chúng ta đã có ô để chứa pet. Rồi, nhận một con khỉ 5 sao, trông rất là đẹp trai. Đó, thú cưng Cloudy, à cả tài năng Cloudy nhận được thú cưng 5 sao tôn không quý hiếm. Một level 30 cực kỳ là bá đạo. Chat vô đây. Bạch tử họa này. Đấy, nó lớn ngay. Bạn Sunny thì là vợ của Cloudy thì phải. Linh xinh xấu gái. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nó ăn. Đấy, anh em là ầm ĩ luôn các bạn. 33 triệu có khác, này còn 30 chứ. Chị Huyền Quy. Và rất chúc mừng à. Toàn những bên server này nhiều ép cấp châu. Đấy, tôi sẽ chuyển sang con pet khỉ này. Đấy, đây là hình dạng của nó khi level 1. Chúng ta sẽ cắn nó lên level 3x luôn, 30 luôn. Để tôi sẽ bỏ một con gì đi. Con nào ít chơi, ví dụ con gà này chắc ít chơi, hoặc con toàn lộc này. Con rồng chắc ít rồi, tôi sẽ phục hồi nó, mất 300 xu. Ok. 300 xu thường. Rồi, được thức ăn, bây giờ tôi sẽ nuôi nó lên. Đấy, em khỉ xinh đẹp. May là bữa ấy. Rồi, đây là khỉ ở hình dạng nó vào 30 các bạn nhá. Trông rất là ngầu. Khỉ là tuổi của mình nên mình rất thích con khỉ. Kể không có đại sư thì khỉ vẫn bá đạo. Bây giờ chúng ta chuyển đồ pet sang.
xem chỉ số của con kiến này là 191, 268, 195, 209. Con này ngang ngang. Còn bệnh này. Đó, mình đã có một em khỉ rồi. Lực chiến hiện tại của mình vẫn là 126.385.000. Một em đại khỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đi bắn nhau. Ok. Được trai liền. Đấy, chuyện. Có khỉ này đẹp dai nhé. Ác đang tèng tèng làm con khỉ cái đẹp dai ngay các bạn. Rồi đi bắn nhau xem mà được để anh em tung hô phát nào. Cái chơi gần đi vậy. Cứ lâu lâu có món đồ mới thì phải đi khoe ngay. VIP 10 chứ còn chưa lên VIP 1 ấy. Mới được 500k phải tiêu 1 triệu rưỡi xu nữa. Ui giời ơi. Để cho con này bạn bắn phát ra nào. Bay qua cho nó bắn phát. Rồi một cái map khá là khó nhìn đấy. Này bạn nào mà mắt không ra không tốt là bắn dễ biết lắm. Vâng. Sang cho bạn ấy bắn rồi phát. Ok. Bắn đi bạn. Bạn này đến từ server pháo đài, chắc là cà mới rồi. Đam xem nào. Tôi còn đang 170k máu. Lẻ 309. Bắn hơn số lẻ một tí. Vâng, rất là trâu. Trời ơi. Ai cứu tôi, ai cứu ở đấy. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Vâng, tôi bắn gấp 100 lần bạn đấy. Mình sắp có bảo kê. Rồi ra bắn thêm trận nữa, sau đó ra đập một chút đồ. Hôm nay tuần này thì bạn ấy nạp bao nhiêu cũng chả đi nữa. Chỉ ra sẽ check xem. 330 cái đấy tương đương với 33 triệu các bạn nhá. Các bạn không thể khuyến mãi cái gì cái đấy được. Đúng 33 triệu luôn. Nốt đột phá này xem có ai chiến nổi mình không. Hay đi phó bản thì khỉ này không ngon. Tại vì khỉ toàn những skill đi chiến đấu thôi. Trong phó bản các bạn không thể dùng như cái này được. Chỉ có pet cắn thôi. Mà con đào tiên này thôi. Hai cái này các bạn không dùng được. Vâng, gọc chọc 01. Có lẽ gà sống xét rồi. Các này khỏe này. Vâng, đúng luôn. Ai à, bắn trước mình luôn. Thôi rồi, căn bản level 31 các bạn ấy nắp được ấn rồi. 30 thì chưa lắp được. 30 thiệt cần rất nhiều. Chịu mẹ luôn. Sao vậy, trâu mà. Triệu hồi cái đi à. Ai à, đau phết đấy tưởng à. Tức nước luôn. Đống máu của tôi. Tôi bắn chúng được không nhỉ. Kẻ bắn ấy lùi tí là bắn được. Chỗ này không bắn được. Thôi để bay sang bên kia. Sang bên này ngay. Và các bạn ấy vẫn loa rất là khí thế. Bạn ấy bắn cộng 1 rồi. Bây giờ mình cũng bắn cộng 1 xem là không được nhiều máu. Vâng, ăn gấp 3-4 lần đấy luôn. Một bạn VIP 9 nick này cũng có vẻ một nick trâu đấy. Nhưng mà sau khi gặp Cloudy thì khó chơi rồi. Còn cầm cái vũ khí này thì làm sao mà đào được. Giờ thì sao? Thư giáp à? Thư giáp thôi, băng à? Chắc chắn là không mở băng được các bạn ạ. Tại vì level 30 này tốc độ nó quá yếu. Ui giời ơi. Tôi sẽ đục bạn đấy xuống và xuyên giáp bạn đấy. Để cẩn thận level 30 này nó tốc độ cao. 31 này tốc cao nó không có tơn biết ngay mà. Không cướp được. Xuyên giáp đi thôi. Không chết bây giờ. 131 KHP nữa. Trông rất là bảnh bao quá. Thì thắng 94.67% luôn. Không xuyên giáp à? Xuyên giáp bắt cuối đi. Kể cả đào cũng phải xuyên giáp chứ. Cái vũ khí này đào thì khó chết lắm. Người nào cực kỳ nó khéo cơ. Và không thần tốc à? À, thần tốc là chết đấy. Tôi trọng thương lên cái. Ôi, có bay thế nhỉ? Rồi, miễn kháng rồi. Sẽ xuyên giáp vào đấy. Ôi, chưa mang kỹ năng à? Chưa mang kỹ năng khỉ luôn. Đấy, lấy giờ bắn thất quái thì con pet cùi bắp. Anh em ạ, đây là khỉ còn chưa mang, còn đã trâu như này rồi. Giờ tôi lắp con khỉ vô.
chết thật. Test mới quên lắp kỹ năng. Và đi test khỉ với anh em lại quên mất. Solo không, rủ solo không. Không, thằng này không solo được, nó trăm mấy chục triệu. Còn level 70 nữa. Không thể gạ một level 7 solo được các bạn. Gạ ai solo không? Ai solo không? Nắp kỹ năng vào cái à, cái này là 1, cái này là 2 này. Đấy, đây là 3 kỹ năng quan trọng nhất chỗ này rồi. Thì cứ đào tiên thì chả làm gì cả. Bây giờ mình có khỉ rồi, mình đi gạ solo. Nên bạn này cho 13 triệu 31. Đây là bạn Trang Anh đến từ server gạt tài năng, cao 1m70, quê Quảng Ninh. Sắp tới bạn ấy có đi apply, anh em nào mà yêu mến ở đấy thì các bạn đến buổi họp nhá. Không ai dám solo mình. Chat rất là khí thế, con gái. Băng X2 băng chứ qua đào Summoner nó. Đang chiến thuật, những chiến thuật chat cho anh vui. Rồi, cẩn thận thằng này nó đào đấy anh em. Đừng bay lên đâu. Ném chay nó một cái đi. Nó đào chết. Mày hả bữa ấy. Ui giời ơi, vãi trưởng. Ra đây bắn tôi phát. Ơi đừng. Vãi thật chứ. À đúng rồi, mình đi ghép cặp các bạn ơi. Mình đi ghép cặp, có khi mình gặp mấy lần bẫy kệ đi bắn cho nó. Cái này là cướp tơn nhá, cướp tơn và giảm ma pháp đối phương nữa. Đây này, giảm đi chưa giảm ma pháp à, chắc này như sau phải thức tỉnh sao các bạn. Bây giờ nó chỉ có cướp tơn thôi, là mất đi một lượt của đối phương. Ví dụ các bạn bóp trọng thương, nó bóp các bạn sẽ mất trọng thương, giảm thương, hoặc là nó lấy tơn được nhiều hơn đấy. Bây giờ ra đi 22 xem nào, xem gặp mấy thanh niên châu châu 70 bắn mình. Đi gặp này tự do thì các bạn 1-1 thì các bạn khó gặp lắm. Bởi vì các bạn level thấp mà các bạn chỉ có thể gặp các level như 25 đến 35 thôi. Không thể gặp 24, cũng không thể gặp 36 thì phải. Vứt ngỏ. Nhìn cái ác nhìn bên ngoài này không có mấy chục triệu. Đây là ác của bạn Việt. Và mấy hôm nữa bạn ấy cũng đi offline. Bạn Việt là Việt Kiều Nga. Thật ra là bạn ấy đi du học hay là tôi cũng không biết đi du học hay là đi ở bên đấy luôn rồi. Đấy là quê hương ở Đà Nẵng hay đâu, thật là không nhớ lắm. Nhiều có ai không? Có gặp số 7x thì ngon. Gặp các bạn 7x. Bên server Ngư Lôi ấy, có một ác 30 gần 200 triệu các bạn. Rồi, gặp một bạn nữ xinh đẹp 18.528.147 lực chiến. Vâng, lực chiến các bạn đấy thì tôi gấp khoảng 17 lần. Ghê người. Tôi còn full kim hồn nữa chứ. Trước thì ấy, bé mi sinh. Trước thì chưa full kim hồn thì gặp mấy cái bạn 5-6x thì còn khó. Nhưng bây giờ full rồi gặp không ngại gì cả. Trừ những bạn nào cực kỳ trâu tới hàng trăm triệu thì khó chơi rồi. Tại vì level 30 chúng ta pet còn yếu lắm. Bùa thú chưa có, tăng sao chưa có này. Phụ ma thì ép được, ác này full phụ ma luôn đấy. Rồi rất nhiều thứ nữa. Vâng, gặp một bạn 47, một bạn 40 rồi. Sao mình thì không gặp bạn 70 nhỉ? Chắc rồi mắt không đào được luôn. Để tôi băng đồng đội còn lại để đứng. Các bạn ấy bắn trước vì các bạn ấy có ấn. Mình phải làm sao lợn cưới áo mới nhỉ? Mình phải làm sao để người ta nhìn mình có con khỉ nhỉ? Anh em nhỉ? Bây giờ phải buồn. Thì giờ vào khoe mới được. Từ lúc ra con xét hạ phiện. Đấy. Từ nhanh. Ra con xét đại sư của mình. Vui bắp quá. Đấy, lợn cười áo mới. Ê anh em ơi. Ê, anh em phải nhìn ngay con khỉ. Nhầm rồi, con pet khỉ.
Đấy, lợn cười áo mới ngay, tí thế nào cũng bị anh em đăng bài chửi. Thanh niên nhìn thấy khỉ chưa? Không cái gì à? À thật, quỷ quá các bạn. Quỷ quá, quỷ quá. Tôi là nghe chết luôn rồi. Anh em này chán quá, không biết khen lấy câu của ghê là cái gì. 30 câu khỉ hay gì đấy. Này con khỉ 33 triệu của mình sáng giờ. Thôi bỏ đi. Bên này rất nhiều ép cấp châu bò luôn. Bây giờ nổi lên phong trào ép cấp mà. Không quá tốn tiền đi ác top. Đi bắn nhau cũng đỡ nữa. Rồi bây giờ chúng ta xem ác có chút đồ gì không. Tàu lốt này phụ ma full rồi này. Ở đâu? Cái ác này full phụ ma đúng rồi đây này. Phụ ma bậc 5 mà chưa có ma thạch nữa. Rất nhiều thứ chưa có luôn. Thú cưỡi thế nào. Gần mắc rồi. 3 sao nữa thôi. Có. Hiện tại bạn ấy có cái trùng sinh đơn à. Để trùng sinh con khỉ à. Rồi bây giờ tôi sẽ trùng sinh con khỉ lên. Ok. Trùng sinh em khỉ này. May à bữa ấy. Cái này phẩm chất tím à. Mắc 990. Thôi đồ cái này lấy đi. 990 973. Lấy tạm cái phẩm chất tím này đi. 7920 này lấy đi. Thôi cái này thì như nhau trùng sinh trả được mấy các bạn nhỉ. Điểm tối đa này. Thôi để ấy đi các bạn. Trùng sinh cùi bắp. Giờ bạn có mảnh tăng cấp thú à. À có em dung luyện ít châu báu và vũ khí. Đây là bao nhiêu cái trượng nha. Dung luyện mày bộ, mày bộ thừa quá. Bây giờ cá chép có rồi, rồng cũng có luôn. Chúng ta dung luyện thử mấy chục lần xem được cái nào. Anh em đếm xem nha, tôi đập bao nhiêu lần thì được cái quyền trượng nha. Khi nào được một cái là sẽ tắt đi. Vâng, được một cái rồi các bạn. Bao nhiêu lần đấy ạ. Đây, rồng rắn các kiểu có đủ hết. Cấp 3 luôn. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip lấy khỉ cho ác 30 cho vờ cả tài năng Cloudy này. Còn khác thì chúng ta sẽ tiêu xu sau. Cho bạn xu bạn ấy gửi ngân hàng rồi. Tuần này thì bạn ấy nạp tiêu tích lũy. Tiêu thì chưa tiêu. Nạp tích lũy 12 triệu à. Sáng nay mình mới bán ấy đây. Bán trong này xu đây. Chiết khấu 15%. Anh em nào mua thì liên hệ nha. Rồi bye bye các bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và cái sự kiện offline vào ngày 12 tháng 8 này đang sắp tới nha các bạn. Nhớ là đăng ký và chuẩn bị thời gian để đi off. 9 giờ tại 39 Cầu Diễn. Quán bên trên quán net 60 tỷ hay 10 tỷ đấy. Ok bye các bạn. Chi tiết các bạn kéo xuống phía dưới mô tả clip hoặc là các bạn nhắn tin gọi điện trực tiếp cho Đức Anh qua số điện thoại, email, Facebook bên dưới. Bye bye.